Ở nhà ơi, Bill bữa nay đi khám bệnh mọi người. Thương lắm luôn em bé. Lucky. Chưa chắc, nói chung là phải nhầm bỏ sót thì anh em có phát hiện gì là cái anh em mới quay ghi hình lại, cũng như giờ vẫn có những anh em yêu thích hơn nói là mình cũng xin lỗi. Trời ơi, phải gì lon gì tới luôn, lon gì tới luôn, trời ơi lon gì bên mình chạm mặt luôn, trời ơi gì lon tự quá trời luôn, còn quá trời luôn, vui quá thôi ơi. Nói chung cái gì cũng vậy ha, mình bất lần bỏ sót thôi nha. Hôm qua hai người hôm qua kiếm gì lon không? Nói chung là qua thì hai người trò chuyện cứ nói nhỏ và cứ chỉ và lúc mà ra về cũng vậy, ra về leo lên xe thì mình có trang lại rồi cũng nhìn vô chỉ nói, nhưng mà tại vì quán cà phê mà mình không có được phép quay cận cảnh, với lại mình không có hỏi được mấy cái đó. Trời, bé Na đi làm mọi người dễ thương, bé Na rất là dễ thương. Xe rất là ngầu, có khán giả nói là bé Na đi xe này rất là ngầu, dễ thương. Cô bánh ướt giờ cũng dọn mọi người, cô cũng dọn hàng rồi. Bữa nay bán được ha cô ha? Bán hết được con. Dạ. Các cơm ăn là mừng ha. Cô quá đấy. Dạ. Dạ. Dạ con chào cô. Ôi cô đem hoa rất là đẹp luôn mọi người. Quá. Dạ. Đẹp quá. Rồi con coi xe cho cô vô. Trong mấy bạn nhân viên đang đóng gói, đóng gói những cái đơn hàng để gửi đi nha mọi người. Hai cô chú anh chị ở chiều ở số Hồng Loan á, thì có một chiếc xe du lịch nè cả nhà. Bên trong thì khách đến mua hàng rất là nhiều bên trong luôn. Ở đây thì trời vừa mới đổ cơn mưa xong mọi người, vừa nắng vừa mưa luôn đó nha. Cảnh đồng tiên. Một cái cảnh hiếm thấy ở số Hồng Loan luôn. Hồi nãy đang nắng chang chang tự nhiên cái đổ một cái cơn mưa ào xuống. Vừa dứt cơn mưa luôn thì có anh này chạy xe du lịch chở chị đến mua hàng nè. Ở bên trong thì mấy chị cũng đang mua ở bên trong luôn. Hôm nay thì ở trên tớp mỹ phẩm Hồng Loan đang được trợ giá nhiều ha mọi người. Vậy là cả nhà mình nếu mà ai đang xài mỹ phẩm Hồng Loan á thì cả nhà mình tranh thủ nha, tranh thủ mình vô tớp mình săn những cái mỹ phẩm giá hời về mình xài nha cả nhà ơi. Mỹ phẩm của Hồng Loan thì 100% từ thiên nhiên cho nên là mình xài mình yên tâm ha. Cái tỷ lệ kích ứng da rất là thấp nha mọi người. Và mọi người lưu ý là khi mà mình xài mỹ phẩm, mình đang xài một cái dòng sản phẩm khác á, mà mình đổi qua mỹ phẩm Hồng Loan thì cô chú anh chị mình nên ngưng cái dòng sản phẩm cũ cỡ 10 ngày cho tới 15 ngày cho dứt hẳn sản phẩm cũ á, thì mình hãy xài qua sản phẩm mới nha mọi người. Ở bên trong thì em thấy là lúc nãy Hồng Loan vừa mới like xong thì hiện tại thì bùm bùm đang like nha. Bùm đang like. Bùm bùm thì bán rất là nhiều sản phẩm luôn cả nhà, nước hoa, sữa tắm nè, nước hoa, sữa tắm và rất là nhiều sản phẩm khác luôn. Em thường hay ví von là bùm bùm bán cả thế giới á mọi người.
Hồng Bông rất là giỏi luôn rồi chú anh chị. Thật sự luôn, cuộc sống bây giờ á, chúng ta phải buông cái này bắt cái kia thì mới mong là có một cuộc sống êm ấm, ổn định được cả nhà. Chứ em thấy bây giờ làm một nghề cũng không có đủ sống đâu mọi người. Giống như em nè, đó, vừa quay YouTube mà vừa phải tiếp thị liên kết thêm nữa cả nhà ơi. Nói chung mình làm được cái gì mà ra tiền á, thì mình làm. Em cũng có liên kết mỹ phẩm Hồng Loan ở trên trang Tớp Tớp Nắng Xuân 89 nha cả nhà. Là của chú anh chị mình có thể mình nếu mình có xài mỹ phẩm Hồng Loan mà mình không có những lúc Hồng Loan like mình không biết đặt hàng á, thì mình có thể qua em sẽ hỗ trợ, em hướng dẫn mình đặt hàng cũng được hen. Và một điều là giá sản phẩm, khi mà cô chú anh chị ủng hộ em hoặc là mấy anh em mà quay ở trước nhà Hồng Loan á thì cũng có tiếp thị liên kết. Nếu mà mình mua bên tụi em á thì cũng bằng giá với lại bên shop Hồng Loan thôi cả nhà, ở bên trang của Hồng Loan thôi. Nhưng mà tụi em sẽ được cái quê hồng của Tớp Tớp á, tức là được xíu quê hồng á. Thì nhiều khi em like á, mấy anh chị không có biết, nghĩ là hỏi là có đúng là hàng của Hồng Loan không em, có đúng là mỹ phẩm Hồng Loan không em. Dạ thì ở trên Tớp Tớp á, khi mà mình nhấp vô giỏ hàng á nha, liên kết thì là mỹ phẩm Hồng Loan ha. Hiện tại thì Hồng Loan không có hàng giả, hàng nhái và cũng không có bất kỳ đại lý nào hết của chú anh chị. Chỉ có tiếp thị liên kết ở trên trang mỹ phẩm thôi. Cho nên là cả nhà mình yên tâm, không có hàng giả, hàng nhái ha. Và tụi em đều là những YouTuber quay ở trước nhà Hồng Loan đó, nên là mọi người cứ yên tâm đi. Và mọi người lưu ý một vấn đề là gần đây thì cũng có trang Tớp Tớp của Hồng Loan cũng có nhiều vấn đề lắm đó nha. Nói chung là một phần là nó tráo hàng ha, một phần là nó rạch hàng, nó tráo hàng và nó rạch hàng nè, nó rạch cái hàng rồi nó tráo hàng lum hết. Nên là khi cô chú anh chị mình nhận hàng á thì mình nhớ là hả, mình nên quay một cái video ngắn lại cái lúc mà mình khui hàng ra xem á cả nhà. Mình vừa khui cái thùng hàng của mình ra thì mình quay lại ha, để khi mà mình hàng ví dụ có vấn đề gì đó, giao lộn hay là vấn đề gì đó, thì cả nhà mình có cái bằng chứng để mình gửi qua bên Hồng Loan, bên shop Hồng Loan sẽ giải quyết cho mình. Còn nếu như mà mình không có quay video lại thì bên shop sẽ không có giải quyết được cho mình nha cả nhà. Bây giờ làm cái gì thì cũng có bằng chứng hết mọi người. Nên là mọi người yêu thương Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan thì mọi người nhớ hỗ trợ Hồng Loan nha mọi người ơi. Mình nhớ quay video lại ha. Và cũng không riêng gì mình mua hàng ở Hồng Loan, mà bất kỳ cô chú anh chị nào khi mình mua hàng ở trên những nền tảng khác hoặc Tớp Tớp cũng vậy, mình cứ quay cái video lại đi để mình có cái bằng chứng, mình đối chiếu với người ta ha, để mình nhận hàng ok hơn nha cả nhà. Đó là một thông tin em muốn chia sẻ với cô chú anh chị. Cũng có nhiều anh chị khi mà mình đặt hàng á, mình không có biết đặt ở trên Tớp Tớp. Nên là khi mà vào Tớp Tớp em cũng có hướng dẫn mọi người. Khi mà mình đặt hàng lần đầu tiên á thì Tớp Tớp sẽ gửi cho mình cái mã số, giống như nó xác nhận thử coi có đúng là cái tài khoản của mình không á cả nhà. Mình tại vì cái số điện thoại mình đăng ký Tớp Tớp á, nó coi có đúng không. Khi mình xác nhận 6 số đó rồi thì những lần sau khi mình mua hàng mình không cần phải xác nhận nữa. Mình chỉ đặt hàng và mình bấm thanh toán thôi là ok ha. Đó. Thì buổi chiều hôm nay thì ở shop thì cũng mấy anh em cũng về hết cả nhà. Cũng có nhiều cái để quay. Em thì cũng đang ngồi ở đây, tí xíu cũng về cô chú anh chị. Thì cũng cập nhật thông tin có cái gì chia sẻ cô chú anh chị mình. Cả nhà thương em, cả nhà like, chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ em nha cả nhà. Và cả nhà đừng quên ủng hộ Hồng Loan bằng cách ủng hộ tinh thần hoặc là ủng hộ kinh tế, mua hàng ủng hộ Hồng Loan. Ai xài mỹ phẩm thì mua mỹ phẩm ha. Rồi, nắng xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Và đừng quên ủng hộ Bùm Bùm Hủ Tiếu Bò Viên nha. Nếu cả nhà mình ở gần thì trực tiếp qua, mình ở xa xa trong Phú Nhuận thì mình có thể đặt bên Shopee Food nha cả nhà. Dạ rồi, nó xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Và chúc một buổi chiều ấm áp, bình yên, hạnh phúc bên gia đình nha.